con là bụi đất, là bụi đất. Nay con trở về, về bụi cho.
ban tang lễ và gia đình trân trọng phái đoàn, các cán bộ nghỉ hưu và nhân viên các khoa phòng Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng, do bác sĩ Vũ Bích Nha, nguyên giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn, xin trân trọng kính mời quý đoàn. Chính sứ Hoàng Nguyên, cha Giuse Trần Duy Công, chính sứ Trọng Hà, cha Doan Baptista Vũ Mạnh Thái, chính sứ Bái Đô. Trân kính cha Francisco, kính thưa toàn thể tam quyến, chúng con là những linh mục của giáo xứ Hoàng Nguyên, Bái Đô, Trọng Hà và hội đồng giáo xứ của ba xứ Phước Hạc, Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, đến đây được nghe tin cụ phố Maria được Chúa gọi về, chúng con không thể kể nhớ đến cố. Ngày Tết Mậu Tuất, chúng con cùng quây quần bên cố, vui hưởng những nụ cười của mùa xuân. Không ngờ đâu cố lại hôm nay được về với mùa xuân vĩnh cửu, nơi không còn đau khổ và chết chóc. Tâm tình hiệp thông anh em linh mục của hạt Phú Xuyên, của các xứ trước đây cha cố Francisco đã coi sóc, chúng con đến chia sẻ mất mát cùng cha cố Francisco, cùng toàn thể thân tam quyến và chia buồn những nỗi mất mát đau thương này. Chúng con xin hợp ý cùng tam quyến dâng những lời cầu nguyện lên Thiên Chúa là Cha và lòng thương xót đón nhận cụ cố Maria vào nhà cha, hưởng mùa xuân bất diệt muôn đời. Chúng con thành kính thân yêu và hiệp lời cầu nguyện. Thầy cha chúng con ở trên trời, chúng con cần thánh cha cả sáng nước cha chỉ đến đi cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin ta cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ những thưa cha cố, thưa tất cả tăng quyến, chúng con thưa bà cố được cái tuổi thọ rất là đáng quý và vì cái tuổi thọ lâu dài như vậy, cho nên bà cố cũng lại được thừa hưởng một cái gia tài đông con nhiều cháu. Con khỏi bà cố sinh ra từ con thiên liêng, hôm nay trong đoàn anh em chúng con đang hiện diện ở đây với chỉ được 1/3. Còn 2 phần nữa thì phải làm phụ mà các cha, các thầy, các sư khi hiện diện. Nhưng chắc chắn các ngài cũng sẽ hợp ý chúng con bây giờ và trong suốt những ngày người tăng gia đang cầu nguyện đây để cho bà cố được sớm đời ở với Thiên Chúa. Con tin chắc rằng cố khi còn ở như thế này đã yêu thương toàn con cái cháu chắc từ sinh ra và cầu nguyện cho chúng, thì bà cố cũng đã yêu thương anh em chúng con. Không lần nào mà bà cố không nói rằng con vẫn cầu nguyện cho các cha, tôi chỉ nhớ những câu đó thôi. Chắc chắn bây giờ bà cố khi ra khỏi cuộc sống này về bên Chúa và vẫn tiếp tục bầu cử cho anh em chúng con trong cuộc lễ hành trần thế này được tốt đẹp như lòng Chúa và giáo hội mong muốn. Xin Chúa trả lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria sớm cho bà cố về lòng nhân với Chúa và ban lời an ủi cho gia đình. Ta hát bài của Đức Mẹ. Chiều xưa lên thánh giá, mẹ lặng nhìn con thân yêu, hãy
ngày tháng giữa trời ôm bao nhiêu nỗi buồn, mẹ buồn con đau cô chăn chiều. Xin thần con trong nguồn ơn thay Chúa Trời. Và từ nay xin nghe lời con đáp tình trời cao, tiếng con lời luôn đi hành thay ý cao ơi. Chúng con đời vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được đến chung những nơi hàng. Chúng con cầy về danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng con cầy về danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Lòng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Ban tang lễ và gia đình chúng con trân trọng cảm ơn quý cha, quý thầy, quý sơ trong gia đình Minh Tông, cha cố Francisco. Quý cha đã đồng kế thánh lễ cầu nguyện cho bà cố tại thánh đường giáo họ Phú Lư, và giờ phút này đây quý cha còn hiện diện nơi tăng trường để tiếp tục hiệp ý để cầu nguyện cho linh hồn cụ cố Maria. Chúng con trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình lễ viếng, xin trân trọng kính mời cha Francisco Lê Thanh Nghị, chính sứ lãnh trì cùng ban mục vụ giáo xứ, kính viếng linh hồn cụ cố Maria. Chúng con trân trọng kính mời quý cha cùng phái đoàn. Kính thưa cụ cố Maria, kính thưa cha cố Francisco cùng giảng viên, chúng con giáo xứ lãnh trì là quê hương của bà cố, được tin Chúa gọi bà cố ra khỏi đời này về quốc. Chúng con là con cái của cố, cháu chắc, và cũng như các linh mục, các thầy đang làm việc tại giáo xứ lãnh trì tới để đại diện cho quê ngoại của cố, tới để kính viếng cùng thân yêu với gia đình và an quyến cùng với cố. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho cố 99 tuổi đời, và trong 99 tuổi đời thì Chúa đã ban biết bao hồng ân cho cố để chu toàn ơn gọi làm con cái Chúa, ơn gọi làm người. Rồi chúng con cũng hiệp ý cầu nguyện cho cố, chắc chắn trong thân phận con người dù cố gắng đến đâu đi nữa thì chúng ta cũng không tránh khỏi những lần lỡ khiếm khuyết. Rồi chúng con cũng xin được phân yêu cùng với gia đình và các anh quyến trong việc ra đi của bà cố. Ban tang lễ và gia đình chúng con trân trọng cảm ơn cha Francisco Xavier Lê Thanh Nghị, chính sứ lãnh trì quản hạt Lý Nhân cùng ban trùm giáo xứ lãnh trì đã đến hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ cố Maria. Kính xin quý cha cùng quý vị tiếp tục hiệp ý để cầu nguyện cho bà cố Maria sớm được nhan thánh Chúa. Đoàn đảng ủy ban giám đốc và công đoàn bệnh viện trẻ em Hải Phòng do phó giáo sư tiến sĩ Bùi Văn Chiến, giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn. Trân trọng kính mời ban mục vụ, hội đồng và đại diện các hội đoàn giáo xứ phủ lý kính viếng linh hồn cụ cố Maria. Ban tang lễ và gia đình trân trọng kính mời. Chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng lỡ cha chỉ đến đi, cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin tha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho phải sự thứ. Amen. Xin trân trọng giới thiệu gia đình ông bà cố, cha Hồng và cha Phê.
lên kính viếng linh hồn cụ cố Maria. Chúng con xin trân trọng kính mời quý cố. Các vị đại diện cho giáo họ Khe Mo và Văn Hán đến từ giáo xứ Thái Nguyên, mặc dù đường xa xa xôi nhưng quý vị đã đến tang trường để cùng hiểu ý cầu nguyện cũng như chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình tang gia. Một lần nữa, ban tổ chức tang lễ và gia đình trân trọng cảm ơn tất cả quý vị. Xin trân trọng giới thiệu cha cố Francisco Kiều Ngọc Viên, chính xứ Vĩnh Trụ, và phái đoàn ông bà Lẫm, Vĩnh Trụ đại diện gia đình Do An đến kính viếng linh hồn cụ cố Maria.
quý cha, quý thầy tu đoàn truyền tin Tràng Châu và quý sơ Mân Côi Tràng Châu nhận được tin bà cố Maria được Chúa gọi về. Quý cha, quý thầy, quý sơ đã đến tăng trường để cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn bà cố. Kính cụ cố Maria, kính thưa bà cố cùng tăng quyến gia đình, nay chúng con được Chúa gọi và cụ cố Maria về với Chúa trong tình con cái cháu chắt của cụ cố. Hôm nay chúng con đến đây để thân yêu với lại cha cố Francisco cùng với tăng quyến gia đình. Ở đây chúng con xin cộng đoàn hiệp ý với quý cha, quý thầy, quý sơ, tổng Mân Côi và các thầy, các cha lòng truyền tin sẽ dâng lên Thiên Chúa lời kinh nguyện để cầu nguyện cho cụ cố Maria. Xin Chúa nhân lành sớm đưa cụ cố Maria về nhà Thánh Chúa. Điện Vũ Điện Đồng Yên Cao Đường do cha xứ Giuse Nguyễn Minh Triều làm trưởng đoàn nhận được tin bà cố được Chúa gọi về, quý cha cùng quý vị đã đến hiệp dâng lời cầu nguyện. Xây dựng các cái mật độ đó, có sự đóng góp của ông Tuyết, ông Hồ,
anh được sống thanh niên khi thanh niên chỉ nhớ nâng đỡ em và anh quyết nâng đỡ em để có ngày hôm nay giáo dân của anh về đây và cầu nguyện cho chị. Con xin gửi tất cả tấm lòng của con, của con, của cháu, của cụ xã y gửi về về sau. Con tưởng nhớ đến các tổ tiên của quê hương này, mảnh đất hào hùng này với những nét cổ của nó. Chúng con tưởng nhớ đến tổ tiên, xin tổ tiên luôn lời an nghỉ và cầu nguyện cho chúng con. Ban tang lễ và gia đình xin trân trọng kính mời hội đồng mục vụ giáo xứ Hòa Khê do ông Đỗ Văn Việt làm trưởng đoàn lên kính viếng hương hồn cụ cố Maria. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Thưa tang quyến và cùng đoàn, đau buồn trước sự chết là lẽ tự nhiên, nhưng linh hồn cụ cố Maria kể như đã chu toàn công việc của mình trên trần gian này. Thiên Chúa gọi linh hồn cụ cố về an nghỉ với Ngài. Linh hồn cụ cố không còn gặp hoàn cảnh đau khổ ở trần gian như chúng ta nữa. Đó là một điều hạnh phúc, nghĩa là nhờ sự chết mà linh hồn cụ cố Maria được siêu thoát, nhưng có thể còn qua giai đoạn thanh luyện do xứng sự thánh thiện vô cùng của Chúa. Trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công, chúng ta có nghĩa vụ giúp linh hồn cụ cố Maria rút ngắn thời gian thanh luyện để linh hồn ấy được sớm hưởng hạnh phúc muôn đời bằng việc hiệp thông trong lời cầu nguyện, trong thánh lễ cũng như các việc bác ái hy sinh. Đại gia đình cháu Minh Khôi hiện ở giáo xứ Nam Định và đại diện của siêu thị Vicom Hà Nam Nam Định lên kính viếng linh hồn cụ cố Maria. Xin trân trọng kính mời phái đoàn. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa xúc con xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồn sóng đại dương. Bao dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lâm tấm thân con. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã con trai
trời cao cách xa, ơn người thương chan hòa sông núi cứu nguy con. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Và Chúa đã nghe tiếng con. cũng như có lời chia buồn với gia đình. Sau đây chúng con đọc một kinh để cầu nguyện cho linh hồn cụ cố Maria. Nhờ lời cha và con và thánh thần nghe lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng lời cha chỉ đến đi cha kể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha xin cho để chúng con tha cho tham đồ nhưng cứu chúng con cho phải sự giữ. Amen. Sau đây chúng con xin phép
gia đình tan ra, anh em đội trống chúng con lổi một vài trống để kính viếng lưu lên nguồn cụ cố Maria cũng như chia buồn cùng với gia đình. Truyền thống yêu nước,
cụ đã bất chấp hiểm nguy, góp phần không nhỏ để giành độc lập thống nhất đất nước, để mọi người chúng ta được sống hạnh phúc như ngày hôm nay. Mặc dù hoàn cảnh gia đình cụ trước đây gặp rất nhiều khó khăn, song cụ vẫn làm tròn trách nhiệm người mẹ thờ chồng, nuôi dạy con cái trưởng thành. Cụ có lối sống giản dị khiêm nhường, trong xóm ngoài làng không để mất lòng ai. Mặc dù cụ đi đâu, ở đâu, cụ luôn nghĩ về quê hương, hai tiếng thân yêu. Những năm trước đây, cụ luôn tham gia các phong trào xây dựng ở địa phương. Cụ luôn xứng đáng là người mẹ, người bà, để mọi người noi theo. Cụ đã chút hơi thở cuối cùng vào hồi 6 giờ ngày 16 tháng 3 năm 2018, hưởng thọ 99 tuổi. Cụ mất đi, gia đình mất đi một người mẹ, người bà hết đỗi yêu thương. Dân xóm mất đi một công dân hiền lành giản dị. Hội người cao tuổi mất đi một cao niên mẫu mực. Thật đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Mây trời nồng nồng không phủ kín công cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Nỗi đau này các con nguyện trong tim. Trong giờ phút chia đi vĩnh biệt này, ngàn năm sau không bao giờ gặp lại, các con cụ đang nghẹn ngào dòng lệ, cùng toàn thể nhân dân trong xóm đã đến thăm hỏi tiễn đưa. Chúc cụ an giấc ngàn thu. Trong nỗi đau thương này, tôi đề nghị mọi người chúng ta hãy dành phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời xuống cứu chuộc chúng ta. Người có quyền khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác sáng láng của Người. Xin Chúa nhận người chị em chúng con là cụ cố Maria vào số các thánh của Chúa để được hưởng gia nghiệp lời hứa cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa cho chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta sẽ có ngày gặp lại người thân yêu là cụ cố Maria mà chúng ta đang thương nhớ bây giờ. Chớ gì tất cả chúng ta được gặp Đức Kitô khi Ngài lại đến trong vinh quang, vì Ngài là sự sống của chúng ta. Giờ đây xin cộng đoàn chúng ta bắt đầu rước linh cữu cụ cố Maria tới nhà thờ giáo xứ cao đường. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời,
tình mẹ thanh thang như mây trời quyện xuống hồn con, như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ. Trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thanh thang như mây trời quyện xuống hồn con, như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui
chồng Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ xót thương muôn vàng, phận bầy tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để chọn đời con dâng làm hy tế, để chọn niềm vui trong Chúa muôn đời.